Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất viên chiều ngày hôm nay, thứ ba ngày 19 tháng 9 năm 2023, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi chiều ngày hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới hiện tại trong xuống giảm nhẹ, đứng quanh vùng giá 1900 130 đô la Mỹ trên một ao. Phạm vi giao dịch trong ngày hôm nay tính từ thời điểm mở cửa phiên này cho đến thời điểm hiện tại, mức thấp nhất là 1930,04 đô la Mỹ và mức cao nhất là 1934,80 đô la Mỹ trên một ao. Bên cạnh đó thì chỉ số đồng đô la Mỹ trong xuống giảm, giao dịch ở mức 105,16 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin trong xuống tăng nhẹ, đứng ở mức 26.800 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng nhẹ, giao dịch ở mức 4,323% trên một năm. Còn đối với thị trường năng lượng, giá dầu thô trong số tăng, giao dịch ở mức 91,19 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường và trong nước thì sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vài thế giới. Mặc dù giá tăng nhưng thị trường giao dịch tương đối trầm lắng, các chuyên gia cho rằng sự trầm lắng này có thể tiếp tục kéo dài cho đến khi mà cuộc họp Ủy ban Thị trường mở FOMC của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Phép kết thúc vào chiều thứ tư. Hầu hết giới chuyên gia đều kỳ vọng FOMC sẽ giữ lãi suất ổn định trong cuộc họp lần này. Thậm chí, một số còn tin rằng việc cắt giảm lãi suất có thể được đưa ra sớm hơn nhiều so với dự đoán. Tuần trước, thị trường đã tiêu hóa những con số lạm phát mới nhất cho thấy chỉ số giá tiêu dùng hay còn gọi là CPI của Mỹ tăng 0,6% trong tháng 8. Mức tăng hàng tháng lớn nhất trong năm nay, còn so với cùng kỳ năm ngoái, chỉ số này đã tăng 3,7% từ mức 3,2% trong tháng 7. Áp lực giá mới được cho là giá năng lượng tăng cao, trong khi lạm phát cơ bản không bao gồm năng lượng và thực phẩm đã tăng 4,3% so với cùng kỳ năm ngoái, chậm lại so với mức 4,7% của tháng 7. Chỉ số giá sản xuất PPI cũng tăng 0,7% trong tháng trước, mức tăng mạnh nhất trong hơn một năm qua. Theo một số nhà phân tích, Fed đang đứng trong thế tương đối khó. Nếu phản ứng chậm trễ trước tình trạng tăng trưởng kinh tế chậm lại, thì có thể dẫn đến suy thoái sâu hơn. Trong khi Fed không muốn bị buộc tội là lặp lại kịch bản những năm 1970, đó là lý do của những người kỳ vọng cơ quan này sẽ cắt giảm lãi suất sớm hơn so với dự kiến. Loại trừ sẽ là từ đầu năm tới. Nếu tín hiệu này thực sự được phát đi sau cuộc họp thứ tư tới, giá vàng chắc chắn sẽ phản ứng bằng một đợt tăng giá. Nhưng thời điểm này vẫn sẽ là sự chờ đợi của các nhà đầu tư. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Đến thời điểm hiện tại, giá vàng miếng STC trong nước thì vẫn duy trì xuống tăng mạnh và mặt hàng vàng nhân vật số 9 cùng với một số loại vàng nữ trang STC khác thì cũng trong xuống này. Cụ thể với công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn đã niêm yết giá vàng miếng STC trên hai thị trường Hà Nội và Đà Nẵng mua vào mức 68,65 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 69,37 triệu đồng trên một lượng, tăng 300 000 đồng trên lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Với mặt hàng vàng miếng STC trên thị trường Thành phố Hồ Chí Minh mua vào mức 68,65 triệu đồng trên lượng bán ra mức 69,35 triệu đồng trên lượng, tăng 300.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán. Với giá vàng miếng SJC tại Công ty vàng bạc đá quý Phú nhuận hay còn gọi là PNC, mua vào mức 68,60 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 69,30 triệu đồng trên một lượng, tăng 100.000 đồng trên lượng ở chiều mua vào và tăng 50.000 đồng trên một lượng tại chiều bán ra với giá nhận đúc số 9 tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn mua vào mức 56,95 triệu đồng trên lượng bán ra mức 57,95 triệu đồng trên một lượng tăng 250.000 đồng trên một lượng cả chiều mua vào và chiều bán ra mức giá này áp dụng cho giá nhận đúc số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ với giá nhận đúc số 9 loại nửa chỉ của công ty này mua vào mức 56,95 triệu đồng trên lượng bán ra mức 58,05 triệu đồng trên lượng tăng 250.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra trên thị trường tiền tệ tỷ giá đô la Mỹ ở các hàng, hàng thương mại trong xuống tăng tăng 35 đồng trên một đô la Mỹ ở cả chiều mua vào và chiều bán ra sau khi đã tăng rất mạnh trong phiên giao dịch ngày hôm qua hiện tại mua vào mức 24.195 đồng trên một đô la Mỹ bán ra mức 24.565 đồng trên một đô la Mỹ giá đô la Mỹ trên thị trường tự do phiên này cũng tiếp tục tăng mua vào mức 24.270 đồng trên một đô la Mỹ bán ra mức 24.350 đồng trên một đô la Mỹ tăng 50 đồng trên một đô la Mỹ mua vào và tăng 70 đồng trên một đô la Mỹ bán ra. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước trong phiên giao dịch buổi chiều ngày hôm nay, phần cuối cùng của bản tin này là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch hiện tại. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên sẽ là giá vàng STC tại ba thành phố lớn. STC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 6 triệu 865 nghìn, bán ra 6 triệu 935 000 tăng 300 000 đồng trên lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra hay là tăng 30 000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Trên lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang là 700 000 đồng trên một lượng và đơn vị đo của bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. STC Hà Nội và STC Đà Nẵng mua vào 6 triệu 865 000 bán ra 6 triệu 937 000 tăng 30 000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Pin Di Hồ Chí Minh và pin Di Hà Nội mua vào 6 triệu 860.000, bán ra 6 triệu 930.000, tăng 10.000 ở chiều mua, tăng 5.000 ở chiều bán. Do Di Hồ Chí Minh mua vào 6 triệu 860.000, bán ra 6 triệu 930.000, tăng 15.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Do Di Hà Nội mua vào 6 triệu 850.000, bán ra 6 triệu 935.000, tăng 10.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Phú Quý SGC mua vào 6 triệu 855.000, Bán ra 6 triệu 930.000, tăng 25.000 ở chiều mua, tăng 20.000 ở chiều bán. Bảo Tín Minh Châu mua vào 6 triệu 867.000, bán ra 6 triệu 930.000, tăng 27.000 ở chiều mua, tăng 22.000 ở chiều bán. My Hồng SCC mua vào 6 triệu 875.000, bán ra 6 triệu 910.000, tăng 25.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Tiếp đến là giá vàng STC một số ngân hàng ngân hàng SCB mua vào 6 triệu 870.000 bán ra 6 triệu 920.000 tăng 30.000 ở chưa mua vào và chiều bán ngân hàng scB mua vào 6 triệu 790.000 bán ra 6 triệu 930.000 tăng 10.000 ở chiều mua tăng 20.000 ở chiều bán ra ngân hàng Tybankun mua vào 6 triệu 855 000 bán ra 6 triệu 940.000 tăng 15.000 ở chiều mua vào và chiều bán ngân hàng Vitinênbank mua vào 6 triệu 865.000 bán ra 6 triệu 937.000 tăng 30.000 ở chiều mua vào và chỉ bán ra. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác. Hiện tại vẫn duy trì đã tăng mạnh tăng 300 000 đồng trên lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra, hay là tăng 30 000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 700 000 cho đến 760 000 đồng trên một lượng và đang được niêm yết như sau: STC Nha Trang và STC Cà Mau mua vào 6 triệu 865 000 bán ra 6 triệu 937 000 STC Huế mua vào 6 triệu 862 000 bán ra 6 triệu 683 000 STC miền Tây mua vào 6 triệu 665 000 bán ra 6 triệu 937 000 STC Biên Hòa Quảng Ngãi Long Xuyên mua vào 6 triệu 865 000 bán ra 6 triệu 935 000 STC Bạc Liêu mua vào 6 triệu 867 000 bán ra 6 940 000 STC Quy Nhơn mua vào 6 triệu 865 000 bán ra 6 triệu 937 000 STC Phan Rang Hạ Long và Quảng Nam mua vào 6 triệu 863 000 bán ra 6 triệu 937 000 Cuối cùng là giá nhất bục số 9 và một số loại vàng nữ trang STC khác. Thời điểm này tiếp tục điều chỉnh tăng trong khoảng từ 104 đến 250 000 đồng trên một lượng, hay tăng trong khoảng 10.400 đến 25 000 đồng trên một chỉ tùy mỗi loại vàng. Như vậy là chỉ trong phiên ngày hôm qua và phiên ngày hôm nay, mà hàng vàng nhiệt độ số 9 đã tăng tới 450 000 đồng trên một lượng và hiện tại đang được niêm như sau. Nhiệt độ số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ, mua vào 5 triệu 695 000 bán ra 5 triệu 795 000 Nhiệt độ số 9 loại nửa chỉ, mua vào 5 triệu 695 000 bán ra 5 triệu 805 000 Vàng mua số 9 mua vào 5 triệu 685 000 bán ra 5 triệu 765 000 tăng 25 000 ở chung mua vào và chỉ bán ra với 3 loại vàng này. Vàng 24K mua vào 5 triệu 587,9 000 bán ra 5 triệu 707,9 000 tăng 24.700 ở chung mua vào và chiều bán. Vàng 18K mua vào 4 triệu 139,2 000 bán ra 4 triệu 339,2 000 Vàng 14K mua vào 3 triệu 176,3 000 bán ra 3 triệu 376,3 000 Vàng 10K mua vào 2 triệu 219,2 000 bán ra 2 triệu 410. 19,2 nghìn. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn ở quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có bản tin mới, chúng tôi sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tới.